Rồi, hello anh em ha. Anh em nào cần phụ tùng gã máy thì alo em ha. Em là chuyên phụ tùng gã máy 7 nha anh em. Máy cưa xích 7. Quá trời máy sát luôn anh em. Đây nè. Rồi, anh em nào cần phụ tùng máy gã thì alo em ha. Bữa nay đóng được ít hàng cho anh em ha, chắc cũng gần 20 cục hàng nữa nè. Đóng bữa nay hết bằng keo, đóng bằng keo màu trắng nhìn nó xấu quá. Rồi, anh em nào cần phụ tùng gã thì alo em.